Anh chị buổi chiều nha, bữa nay là ngày 28 tháng 1 ngày 18 tháng 10 ngày 18 tháng 1 2021 chị nha. Thì bữa nay chủ yếu là em lên là giá sàn muỗng nỉa và áp suất và nồi chảo nhật các chị nha. Thì nay sẽ là một số áp suất anh chị nha. Thì muỗng nỉa và giá sàn thì em sẽ lên 5 kg muỗng và 10 kg giá sàn và nồi áp suất và nồi chảo nha. Bắt đầu cái từ số 1 là lên muỗng nỉa đầu tiên. Đây là đầu tiên, mã đầu tiên á, 500k sẽ cho mọi người nhất và người hai bình nha anh chị ha. Một đơn bình. Muỗng đầu tiên số 1. 10 muỗng ngẫu nhiên chị nha. Ngẫu nhiên tức là em lấy ngẫu nhiên hết. 2 4 7 10 1 muỗng 7 cái nĩa chị nha. 5 6 7 2 cái bít tết. Trời ơi, sao nặng cái gì vậy? Muỗng gì đâu mình à? Nặng quá vậy, mới đây muốn đầy mẹ 1 kg rồi nè. Rồi chích tà rồi, sao mà vậy? Rồi, số 1 đầu tiên chị nha. Muốn cơm gì quá anh chị ơi. Đây là 200k chị nha. Một bó rất đẹp. Cái gì vậy không? Nhưng mà anh chị em nào có nhận hàng rồi mới biết là đồ em là em bảo đảm chị đẹp trai đẹp cái luôn. 2 4 6 7. Vậy không nhỉ? 10 3 6 7. Cái mùa mít tết đó đi. Bây giờ mũi nhỏ nè. Muỗng nhỏ cũng dày dày luôn nè. Rồi cái mã số 2 chị nha. Mã số 2 200k chị nha. Mã số 2 chị nha. Mã số 3 2 4 6 8 10 3 6 7 1 cho một cái tết. Thời gian tết. Chú nhắc cho em nếu mà gói kịp cái gói đó luôn đi. Mai khỏi gói. Thầy mai còn nhiều rồi đúng không? Xin lỗi số 3 thì gà 200k. Mà số 4 này 8 10 5 10. Rồi tiếp theo là muỗng nhỏ chị nha. Muỗng nhỏ. Bỏ nhỏ thôi nó cũng nhảy. Martina nước chiều giữa đẹp. Đây là số 4 chị nha. Số 4 200k chị nha. 200k. Số 5 2 4 5 6 10 2 5 7 số 5 chị nha. Em hiện tới giá sàn là số 5, em tới giá sàn 1 kg 300 ngàn chị nha. Tiếp theo là giá sàn 1 kg 130 chị nha. 1 kg 3 300 ngàn 1 kg 3 chị nha. Lấy 1 kg 3 cũng mệt mỏi luôn. Cái kép chả này nha. Chả. Dạ.
đầu vớt ra vớt ra cái đầu mở bình nước nè anh chị, mở bình nước cho anh chị nha. Cái đó cô bia năng nó bán không được, cả đây tao biết không sao đâu. Ừ, đánh chứng anh chị. Rồi đây cái bờ không có chấp nhận số phận vậy thôi. Cái này dơ để ngoài. Ký ba gắt nhiều vậy nha, ký ba gắt nhiều. Hiện tại nó ký mốt rồi. Vớt bọt này nha, chắc đủ bọt. Chú bà đó giờ chú kế này luôn, chú gì nữa coi, thêm giá nữa. Rồi 1.3 nha anh chị, 66 nha chị, chú 6 là hoành tráng luôn, 1.3 là hoành tráng chị nha, chú 6 hoành tráng luôn, chú 6 đây. Cái mình cũng lựa đủ đồ vậy phải không? Cái là... cái mình cũng nhìn nó dày lắm anh trời. Này về chống dính chị nha. Là sàn đi lắp lên khói. Đây là cái đầu khui bia đa năng chị nha. Nó bằng nhôm mấy chị. Chả cho anh chị nha, chả. Trung em sẽ cố gắng nó đủ thứ ba nên nó sẽ có đủ thứ này là bấy cơm, bấy mì cũng được nha anh chị nha. Nên anh chị thông cảm cho em cái vấn đề nó trùng nhau nha anh chị nha. Đầu số 7 gì nha, số 7 này mà em phải dùng tiền cho số 7 như thử cái tay hơn bà. Số 8 chị nha, đầu tiên là giá dợt, giá dợt, dợt giá và hút gì vậy trời, múc cơm chưa rửa vậy trời, nghi quá à. Cái này mà hình như còn cơm đấy nè. Má em múc đâu? Người rửa để múc. Xếp lại vậy? À, giá xếp mà. Đẩy vô. À. Đây là cái mã số tiếp theo, số 8 chị nha. Số 8. Đủ chưa? Chưa đủ. Nghĩ sao như đủ cái ba vậy? Cái ba không dễ ăn đâu. Cái cây này là cây em biết làm gì nữa anh chị ơi, cây ra xài đại đi bẹt mang kia mốt đó, bà làm gì mà làm có giá gì chưa? Rồi cái nào này là ép chả nha anh chị, hầm chưa hả, chưa nó khỏi xìu này gì trời, đã nhặt xíu rồi đồ này mới nặng nặng đó vậy. Cái này là cái kiểu là cái gì trời, nó cong quéo thằng đảo nó vô cái gì đó bị dư cho này cầm vô bảo đảm chắc được rồi đó. Ok mẹ nó gần cái tư luôn rồi rồi. Ok đây là số 8 chị nha, số 8 ký 3 không phải dễ đâu, lựa anh chị 300.000, ký 3 300.000.
người quyết liệt nhiệt tình luôn mới được cái ba đó, mới dễ mà được cái ba đó. Đây là bao nhiệt tình luôn. Không khó gì nha, nó không khó. Sạm không khó cho lợi. Cái này gì? Cái ba là gì lắm nha từ. Để nhiệt tình lắm, gấp rồi. Thấy em nó cũng là cái gấp rồi. Bánh trứng anh chị, bánh trứng, bánh bột. Đây, cái nồi, cái đồ kêu tôi ăn nha. Bánh chị bánh cục không? Rồi còn miếng nữa. Không thấm thí gì đâu. Đây, cái giá một miếng cơm cũng được, một canh cũng được. Rồi, ok. Cái chín nha anh chị. Nó cái chín mà nó sập mẹ, cái đây dạt cũng lê đó rồi. Đi nắp xịt lên cái nắp ngực anh chị nha. Em hành tỷ cho anh chị yên tâm đi. Anh lựa ra trên rồi. Cái lỗi này tự nhiên lấy cái khác đẩy vô coi. Tiếp theo số 10 chị nha. Giỡn luôn. Đây là cô đi khổng lồ. Đinh cũng đinh là đem ra ngoài liền. Yếu chiều. Được miếng nữa mới được. Nghe đi. Rồi ok anh chị nha, số 10 anh chị. Số 10 nha. Mà số mới đủ không? Gán lên, gán lên, gán lên. Phải thành đủ cái ba chưa? Đủ đi, đi mà. Đi cho hơi chết mẹ. Bánh trứng không lợt đi nha. Nhấp giết khổng lồ. Cái này là khổng lồ nè. Rồi thứ hai trời. Thành cái dùi sủi gì trời. Mấy cái sủi gì nó đẩy cho mình lấy cái này. Rồi, để cái này giống ngon. Ừ, ngồi ở bên này rồi. Rồi, thì gấp. Số 11 nha, số 11. Có gánh cái khổng lồ. Gấp khổng lồ. Nước khổng lồ. Thank you.
rồi đủ 12 chị nha, 12 12 chị nha, 12 gan lên, gan lên, gan lên. Này nó dễ hơn một cái giá sàn nó nhiều thứ quá. Cái đồ này, cái đồ để làm gon hay gì đó, hay làm bánh gì đi. Ép ép chả này. Ép rồi. Tôi biết nha. Cái này cái gì nó nghĩa. Này có nghĩa. Số 13 thì nha, số 13. Còn 2 số được. Dễ kiếm 10 số rồi. Này cái là cái gì trời, gấp khổng lồ chị nha, tính tính này cái gì em biết nè, cái gì cũng đại. Ừ, ube khổng lồ được cái ube này. Ở đây này đắt nhất rồi. Cái này là cái bánh nè. Này hả? Ừ. Trái tim, tặng anh chị trái tim. Cái này làm bánh rồi, cái đó nữa đó. Số 14 chị nha. Số 14, 300 gram. Sao xui vậy? Trời, ớt thức để đi chị. Sao nó dét sạch tới đây? Đồ ăn cua này. Cái này phơi sữa đó. Này, phơi sữa rồi. Đủ rồi, đi xích đây rồi. Đi hả? Mình bán 2 ký nha. 2 ký hả? Ký đi cho chấm không? Cho ký thứ 16 đi. Dạ. Ký ký thứ 16 chị nha. Lựa lần có, ký thứ 16 luôn. Lên luôn. Chung lấy nhỏ nguyên hết nhưng mà nó cũng có cái căng bằng của nó. Cua đa năng chị nha, cua đa năng. Vì muốn quay cái này không ngủ chết. Ngủ rồi.
trái này rất đẹp. Rồi thứ 16 chị nha, qua cho mình chào. Rồi số 16 300k chị nha. Cái này vàng rồi, cái này đỏ. Rồi cái này thích nha. Cái này thích anh chị. Cái này đầu tiên. Cái này là 3 lít, 2 lít rưỡi, 3 lít nha. Con này khoảng 3 lít 2.5 nha, 2.5, 500k chị nha, 500k. Người dán này trước cho mình mã số 500k chị nha. 500k. 2 lít rưỡi chị nha, 500k. Con này đẩy lên mở. Em sẽ bao đủ đồ không bao gom nha, nhưng mà mấy con này thường nó rất xì gom nhưng mà không, cũng không bao. Con này 500k nha, đây là đút tiền đó mình chị. Đây. Số 17 anh chị 500k nha. 2 lít rưỡi chị ca. Áp suất có 2 đáy. 550. Tiếp theo là Pháp. Pháp 3 lít. Già Pháp luôn anh chị. Nên là ok nha. 2 đáy. Con này rất đẹp rồi chị nha. Em cũng không bao gồm nhưng mà Pháp nè. Nằm tầm 3 lít. Này cũng 3 lít rất đẹp. Pháp anh chị nha, 3 lít. 900g. Không bao gồm chị nha, 900k. Pháp anh chị nha, con này cũng Pháp luôn anh chị. Pháp hay đáy rất đẹp nha. Cân nặng 2kg anh chị. Không bao gồm cho đủ đồ chị nha. Đủ đồ chỉnh đẹp rất đẹp. $900 của Pháp chị nha, của Pháp. Ngoài rất là còn đẹp, đầy đủ đồ nha. Pháp 918, 3 lít nha chị. Nặng lắm, 2kg. Tiếp theo còn của Nhật, da nặng quá. Con này của Nhật. Con này gom thì nó hơi bị ấy nè, nhưng tại nó màu nâu nha. Quanh nâu thì chắc rất là mềm, nó bị cũ này nè. Con này khoảng 4 lít chị nha. Con này là 600k. Anh chị nha. Mà hỏi gì rồi đó. Cái con này 600 nha, số 19 nha. Con này thì con nó có mềm lắm, nó thuộc con nâu chị nha. Con này rất là nồi này rất là dày hai đấy. 3.8 chị nha, con này 3.8. 3.8 chị nha, 3.8. 3.8 nha, 600.000. Số 19. 3.8 chị nha, con này 3.8. 3.8 chị nha, con này 3.8. Nặng mấy kilo, cái nồi rất là dày. Tiếp theo cái nồi còn thành nặng này. Con này nặng 3.5 kg nha, nhôm nha. Con này 600k. Cái kiểu nó vậy nha chị nha. Đây là cách mở ra. Này coi bên trong. Cái này cái nồi thì nó bị gì nè, do là người ta sử dụng lâu ngày nó, nhưng mà bao cho chuẩn anh chị là cái gan nhôm gan rất là đẹp. Cái nồi này thôi là giờ tăng lên nhôm mấy ký, 600.000 này rất rẻ. 3.5 kg chứ nha. Hay là phá lại, con này là 6 lít chị nha. 6 lít 600.000 nhôm nha. 6 lít 6 lít chị nha, nhôm 6 lít chị nha. Con này 6 lít 600.000 nhôm anh chị, mà nhôm bên trong đó nhôm không được. Con này mà đẹp nó bắt tiền lắm, nó mà hoàn chỉnh sáng nha, như mới là con này cái chiều mấy 2 triệu chị nha. Bây giờ 3 ký mấy nè. Mình lại còn Pháp ai giờ mẹ Pháp này, này gòn còn rất mới chị nha. Gòn rất mới, con này không bao gòn này rất đẹp. Con này 4.5 lít nha. Con này 4 lít chị nha, Pháp nha, không bao gồm nha.
combo gòn là 1 triệu chị nha. 1 triệu là combo gòn, bao gòn là khoảng 1,5 triệu. 1 triệu chị nha, 1 triệu combo gòn. 1 triệu combo gòn một cái lít 4 lít của Pháp chị nha, 4 lít của Pháp. Rất là đẹp. Đẹp kèn luôn, giờ mình cũng không combo gòn luôn. Gòn nó còn rất là đẹp chứ không bao. Em chỉ bán đủ đồ cho anh chị nha, bao đủ đồ cho anh chị để cái nha. Đây là gòn nè, nước xì nè anh chị nha. Đây được cái, được cái lòng hấp đó nè, con này còn rất đẹp nha, 1 triệu Pháp chị nha, 4 lít. 4 lít số 21. 1 triệu 4 lít chị nha. Thì 4 lít luôn, 4 lít. Đây là 4 lít chị nha, Pháp. Không Pháp chị nha. 4 lít. Tiếp theo con nhịp nhôm, con này có 400k lý do nó như nè. Con này khoảng 4 5 lít nha, hình như là 5 lít 6 lít gì đó. Nhôm nha anh chị. Phải con này. Bên trong nhôm nè anh chị nha. Con này là 400 ngàn là em bán ra cái giá cho chị xài luôn rồi. Đứt gòn luôn. Em bán không có gòn luôn, 400 ngàn nha cái nồi chị nha. Như cái nồi anh chị nha. Nhiều cái nồi thôi nha anh chị, không có gòn nha, 400 ngàn luôn. Em bán không không gòn. Này nấu bình thường nha anh chị. Không gòn nha anh chị nha, thì chắc chắn là nó sẽ gòn, nhưng mà con này em đoán nhiều cái nồi 400 ngàn nha, là nhờ 400 ngàn. 400 ngàn số 22, không gòn nha, gòn đứt rồi. Đi 400 ngàn lột thôi đi. 400 ngàn không gòn nha, cái này không gòn. Nãy đứt cờn cho đứt dục luôn bạn. Đây là 400 ngàn không gòn nha, nhưng mà vẫn làm cái nồi nhôm, con này khoảng 5-6 lít nha anh chị. Con này tí không biết bao nhiêu lít nữa. Nhôm Nhật cho chị nha, con này không gòn, 400 ngàn. Bán không gòn sử dụng hơn cái nồi, anh chị em kho cá, kho thịt, hầm vẫn được nha. Con này 6 lít, con này 650. Con này khoảng tầm 4 lít nha anh chị, con này của Pháp nha. Tay này của Pháp nè. Con này là 650 nha, con này khoảng 3-4 lít, 3 lít rưỡi 4 lít nha chị, cả 3 lít 8-4 lít. Con này tài gòn còn rất đẹp nha, em không bao gòn con đứa đầu nè, nút xì và gòn nha. 650 nha anh chị. Số 23, 650. Khoảng tầm 3-4 lít nha anh chị. 4 lít rồi. Sao biết? 4 lít chị nha, con này 4 lít. Nặng lắm, mấy kilo nha. Con 550 nha anh chị, con này 3 lít chị nha. 3 lít 550 nha, bao đủ đồ gom rất đẹp nha. Con này chủ nhật. Con này còn rất đẹp. 24. 550, 3 lít. 3 lít chị nha, con này của Nhật. Của Nhật. Con này 3 lít nha, của Nhật. Một con của Nhật tiếp theo, 3 lít tiếp theo 50 nha. Gòn này đủ ok. 550 lít theo. 3 lít chị nha, con này cũng 3 lít luôn. Của Nhật luôn chị nha. 25. 550 nha, 3 lít của Nhật luôn. Tiếp theo con 600, con này cũng Nhật, năm Nhật nè. Đây là giờ cái loại nồi nó chị nha, không phải nó bị ấy nho lên đâu, nó bị như nó tròn thẳng lắm chị nha. Cái mẫu này thì nó hơi gầm gàng chút, nhưng mà gòn còn rất đẹp. Khi em mở, anh chị em mở như thế này. Bên trong chống dính nha anh chị. Cái dính còn rất đẹp nha, cái này là nhôm nha, có 600 ngàn à. Con này khoảng 3-4 lít, 5 lít chị anh chị. Này cũng nhiều lít lắm nè. Con này khoảng 3-4 lít nha, tầm 4 lít. Con này khoảng tầm 4 lít, 5 lít. Nhôm chống dính nha anh chị, 600k nha. Cách tân này thì anh chị em đẩy như thế này lại, ép xuống xong mà đẩy qua. Ok, 600 ngàn nha, chống dính con này khoảng tầm 4 lít, em cho là 4 lít đi. 600 ngàn, con này 4-5 lít, em cho là 4 lít nha anh chị. Em cũng không có ước chừng được. Em thấy đang hết mã 600k nha. Nhôm chị nha. Để xem cái nồi. Nồi này con này rất là nặng. Con này rất đẹp anh chị nha.
Con này hai đáy rất đẹp, dùng được bốn loại lửa nha, lửa ga gì đó. Con này 400 anh chị. 400 627. 400. 627 nha, 400. 27 nha, 400. Đây được kính chưa đây? Này là cái tự vậy nha mấy con. Đường kính con này là 22 cân nha. Xong lòng là 10 cân, nặng là 1,5 kg nha. Cân nặng là 1,5 kg nha. 400. Con quánh này rất dễ thương. Tay cầm giống giống nhám bị gì vậy? Con này 1,5 kg chị nha, 1,5 kg. Đường kính là 17 phân nha. Sau chín 1,5 kg nha. 1,5 kg gì nha, 1,5 kg. Số 28. Đường kính 17 nha, sau chín phân hơi nha chị nha. Con tiếp theo. Cái này 250 nha, cá mớp nhẹ nha, mà nguyên khối rất đẹp nha. Cái này đo đường kính 250 nha anh chị. Em gửi nha. Đường kính con này là gần 20 phân nha. Sơ lòng 9 phân. 250 nha. Số 29. 250. Nồi dày rất dày, con này rất nặng. Nó lai núm nhưng mà cái nồi này rất là xịn sò, chỉ hơi xài trải nghiệm nguyên khói nha anh chị. Nồi nguyên khối gì nha, nguyên khối rất là dày, nóc nha chị cũng được nha, được kính 22 phân. Sau lòng kính phân. Anh đổi nấm cho anh chị nha. Anh đổi luôn cái nắp màu tím, màu xanh rất đẹp chị nha, bụi không anh chị. Cái này là vừa kính của anh chị nha, cái nắp rất xanh rất đẹp. Cái nắp nó màu xanh nha anh chị nha, trong suốt màu xanh. Đường kính là 22, sâu 9 phân chị nha. Cái nồi này là 350 chị nha, nguyên khối nha chị nha, 350. Nguyên khói luôn á, đây là chuẩn nhật của anh chị luôn. Tay nó cầm nó bị ấy nè, gần giống rồi đó. 350 số 30 gì nha, số 30, 350. 350 số 30. Tiếp theo có bánh tiếp theo hai đáy rồi, rất đẹp nha. Ấm này là 250 gì nha, 250. 250 gì nha. 250 số 31. 250 nha, số 31. Tính nguyên khói hay đáy nha anh chị nha. Đường kính con này là 19 phân. Sau 9 phân chị nha. Số 31. 32. Cái bánh này cũng luộc nguyên khói nha anh chị, inox nha. Nhưng nó cũng ổn. Đường kính là 19 phân. Sau là 10 phân nha. Nắp này đưa là nó hơi chặt. Hơi chặt chút anh chị, hơi khắc chút. 200 luôn nha anh chị nha. Nắp nó hơi đậy không được sát xuống nhưng mà nó chặt lắm. 200 chị nha, 200. Cái nồi tiếp theo 32. 32 cái nồi nó mỏng nè nhưng mà nó rất là bự. Cái nồi này là nấu canh. Đường kính này là 27 nha. 32 cộng 33. 33 con này em bán cho anh chị là 250 nha, bự lắm mà 250 thôi. 250. 33 anh chị 250 nha. 33 250, số nãy là 32. 200 là 32 250. Em tới ấm nha anh chị. Ấm này rất đẹp anh chị, ấm này rất đẹp luôn. Dài dặn đẹp nha, khoảng tầm 3 lít anh chị, con này khoảng 3 lít nha. Ấm này là 300. Ấm là 300 chị nha, 300. 300 số 34 nha, 3 lít chị nha, 334. Ấm tiếp theo, ấm này là không kêu nha, em không bao kêu nha. Ấm này bán 150 nha anh chị, 150 không bao kêu nha. Con này khoảng 2 lít vừa đó lại nha, không bao kêu nha, nó không kêu nha, con này hơi cái kêu nè, chị hở nè.
Giờ sửa được thì phải kêu 150 đi nha. Số 35 150 đi nha. Cả hai lớp rưỡi đi nha, không kêu. Chính xác là không kêu luôn. Con này kêu nha, kêu. Đây. Con này cũng 2 lớp rưỡi đó lại nha anh chị. Con này kêu 250 nha anh chị. 250 số 36. 250 số 36 chị nha. 250 số 36 nha anh chị. 250 số 36 nha, 2 lớp rưỡi lại ra kêu nha, con này kêu. Con này cũng kêu mà nó nhẹ, con này 150 chị nha, kêu 150 nha anh chị. À, nó nhẹ. Nó nhẹ nha anh chị, 150. 37 150 nha. 37 150. 38, con này kêu nha anh chị. Thấy con này không kêu cháy rồi nha. Con này 150 tiếp theo nha, 150 tiếp theo. Số 38. Hư kêu nha, không kêu nữa, 150. Không kêu nữa nha. Rồi, không kêu số 38. Tiếp theo là chảo. Số 38, 150 nha, không kêu nha, không nói không kêu luôn. Chính xác là không kêu luôn. Không có chảo Pháp. Có từ anh chị, con này rất đẹp nha. Con này là 300, đường kính 21 nha. Sau lòng chính không tay mà có từ của chảo chi ngập vào 300 chị nha. 300 số 39. 39 300 nha. 39 300 chị nha, chảo chi ngập vào. Nghe chảo Pháp. Pháp có tay nha, không từ nha, tay cũng kinh nhẹ. Con này 250 chị nha, 250 số 40. 250 gì nha, số 40 đem ra đường kính sao. 250 gì nha, 250. Đường kính khoảng 25 26 khoảng. 25 sau 5 gì nha, 25 sau 5. Tiếp lên chảo nữa, chảo này khoảng 150 nha. Có dơ nhưng mà trong lòng còn rất đẹp, 150 gì nha. 150. Không từ nha anh chị. 150 nha, đường kính 24 sau 5 nha, số 41 150. 150 chị nha, dùng chiên ok. Chào tiếp theo không từ nha, 150 tiếp theo nữa chị nha. Đây là nó đẹp, 150 tiếp theo nha, số 42. Đường kính khoảng 26 phan chị nha, không từ nha. 150 tiếp theo nữa chị nha. Đường kính 26 phan sau 4 phan nha. Con chả nó có từ chị nha, có từ rất đẹp. Con này còn tương đối đẹp, có qua sử dụng còn rất hợp nha. Con này 250 chị nha, 250. 250 nha chị, đường kính là 26 nha. Sau 6 nha, 43 250. 43 250. Con này tương đối đẹp nha chị, có qua sử dụng đẹp, 43. Con này bị lỗi đỏ nè, có từ nè, 150 chị nha, dặn con đi hơi của em. Quẹ tanh tành hết trơn. 150 chị nha, 150. Có từ nha anh chị, 150 nha, số 44, 150 nha, có bị đỏ nhẹ chị nha, 150. Có bị đỏ nhẹ nhưng mà còn rất là chuẩn. Con này bị dơ nè anh chị ơi. Con này bị dơ nha, không từ nha, 150 luôn chị. Bị dơ cái gì không biết nữa, nhưng mà em thấy cũng còn yêu lắm rồi, 150 anh chị luôn. 150 anh chị nha, cái con này nặng nè. Con này chiên không dầu chị nha. Chảo chiên không dầu mà nó ngộ ngộ sao mà nó nặng quá. Bây giờ 45 nãy 150, con này thì 300 chị nha, con này 300. Nó nặng tới 1 ký mấy chị nha, hụt ga nha. Một chảo ga 300, số 46. 23 23 34 chị nha, 300 số 46, cân nặng tí mấy nha. Đây là có từ nè. Con cái nhìn bị hư đó. Cặp chảo này là rất đẹp nha anh chị, đường kính 20 phân nha anh chị, dùng từ nha. Cặp chảo này là 350 chị nha, 350. 350 nha.
số 47 350. 48 cặp chảo chút cao. Cặp chảo 250 nha, 18 14. Không từ nha, cặp chảo không từ. Chảo Pháp này rất đẹp nè chị ơi, con này rất đẹp luôn chuẩn luôn chị. Con này là 250 nha, 19 25. Sau 5 250 chị nha. 250. Con này của Pháp rất đẹp anh chị, 250 số 49. 250 chị nha. Pháp rất đẹp của con Nhật này nè. Con này có từ chị nha, có từ chảo này rất là tốt nè. Con này 350 luôn, đường kính là 26 nha. Sau 5 150 luôn anh chị. Con này còn rất chuẩn luôn anh chị mà có từ luôn anh chị. Con này có từ luôn nha. 150 chị nha. 150. Rồi em sẽ gặp anh chị vào ngày mai nha, lúc 14 chiều tăng nguyên TV nha anh chị nha. À, nồi ni sơn chảo, muỗng nị, giá sàn và bình điển nhiệt anh chị nha, thầy đón xem. Nồi áp suất